Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Nhật báo Nhân dân Trung Quốc vào ngày 7 tháng 4 vừa qua, Cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến mới đây đưa ra thông báo tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ hình thành biên đội tàu mặt nước không người lái USV để thực hiện các nhiệm vụ vận tải đường dài cũng như là viễn trình. Theo yêu cầu, sẽ cần ít nhất là 4 USV, từ đó hình thành đoàn tàu trên biển nhằm tăng cường khả năng chiến đấu viễn trình của USV thuộc Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Theo kế hoạch, dự án sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm tàu nguyên mẫu trước khi mà kết thúc năm 2023. Các điểm mạnh của đoàn tàu này bao gồm tính năng đa dạng, có thể hành trình liên tục trong thời gian dài. Hiện tại, các USV có thể mang nhiều loại cảm biến, thiết bị và vũ khí để thực hiện các nhiệm vụ chống ngầm, chống hạm và chống thủy lôi. Tuy nhiên, các USV này đa số có trọng tải nhẹ, chủ yếu là các thiết kế loại nhỏ, khó có thể đáp ứng các yêu cầu tác chiến của Hải quân Mỹ. Căn cứ theo kế hoạch phát triển của Hải quân Mỹ, các USV trong biên đội đoàn tàu trên biển phải có lượng rắn nước lên đến 2.000 tấn và chiều dài từ 50 đến 90 mét. Những USV loại này không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, mà còn có thể mang theo nhiều phương tiện, vũ khí hơn như là tên lửa tấn công đối đất, tên lửa chống hạm, từ đó làm giảm sự phụ thuộc vào những tàu chiến lớn. Ngoài ra, biên đội đoàn tàu trên biển có thể giảm thiểu các chướng ngại trên biển thông qua các phương pháp thiết kế đặc biệt và phương thức biên chế thành biên đội. Nó không cần sự can thiệp của con người trong suốt hành trình, thì biên đội này cũng có thể hành trình khoảng 6.500 hải lý, tức là vào khoảng 12.000 km, sau đó thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập và có thể tiếp tục di chuyển thêm 1.000 hải lý vào khoảng 1.852 km. Khả năng sống sót mạnh mẽ và độ tự chủ cao. Hiện tại thì hầu hết các USV của Hải quân Mỹ đều có thể thao tác khống chế từ xa hoặc được lập trình sẵn các kế hoạch hoạt động. Điều này làm cho mức độ tự chủ của USV tương đối thấp. Các USV này không thể đối phó với các tình huống đột xuất trên chiến trường và cũng rất khó để đáp ứng các yêu cầu tác chiến. Hải quân Mỹ có một kế hoạch tích hợp một hệ thống điều khiển tác chiến đồng bộ trên đoàn tàu trên biển, cho phép các USV này có thể chia sẻ thông tin về vị trí, tốc độ quãng đường và các thông tin khác giữa các đơn vị chiến đấu trong một môi trường chiến đấu phức tạp. Từ đó thì làm cho các USV có thể nhanh chóng đưa ra những quyết định đáp trả hiệu quả với các mối đe dọa mới. Trong một môi trường biển phức tạp, một chiếc USV hoạt động đơn độc sẽ không thể phản ứng hiệu quả với nhiều mối đe dọa. Do đó, nhiều USV hợp lại thành một biên đội. Với khả năng nhận thức và chia sẻ thông tin, đội hình này có thể tiến hành phối hợp tác chiến, nâng cao khả năng tấn công và tiêu diệt tàu chiến lớn của đối phương. Tiết kiệm chi phí và giảm rủi ro về mặt con người. Tháng 10 năm 2000, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Cole đã bị một USV tấn công cảm tử tại Vịnh Aden, làm cho 17 người chết và 39 người bị thương. Sự cố này đã đặt ra một nhu cầu cấp thiết đối với Hải quân Mỹ về việc nghiên cứu công nghệ USV. Dự án đoàn tàu trên biển nhằm sử dụng các USV để thay thế cho các tàu mặt nước có người lái trong quá trình chiến đấu. Từ đó thì sẽ hạn chế tối đa con số thương vong. Ngoài ra, các tàu chiến có người lái thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài trong một thời gian dài thì đều cần phải mang theo một số lượng lớn các thiết bị sinh hoạt, làm tăng đáng kể trọng lượng của hệ thống. Trong khi đó, các USV không cần những vấn đề này. Do vậy, chúng không những có thể hạ thấp con số thương vong mà còn có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Dự án đoàn tàu trên biển của Mỹ thực chất là việc phát triển nhiều USV để thực hiện chiến lược tấn công bầy sói trên biển. Hiện nay Trung Quốc cũng đang phát triển chiến lược này. Tuy nhiên, dự án của Mỹ có khả năng phối hợp mạnh mẽ hơn do trọng tải lớn và khả năng hành trình xa, nên hiệu quả trong kế hoạch này là một điều không cần phải bàn cãi. Một số nhà phân tích tin rằng mức độ tự chủ cao là liên kết kỹ thuật quan trọng để phát triển dự án đoàn tàu trên biển. Nhưng đây là một vấn đề kỹ thuật khó và thành công hay thất bại của dự án vẫn là một điều cần phải tiếp tục thảo luận. Ngoài ra, lợi thế lớn nhất của dự án này chính là tác chiến không người lái. Nhưng loại hình tác chiến này lại chính là một con dao hai lưỡi. Theo tầm nhìn của Hải quân Mỹ, các USV trong biên đội đoàn tàu trên biển có thể đạt phối hợp độc lập. Nhưng nếu như đối phương tiến hành can thiệp vào mạng lưới thông tin liên lạc để cắt đứt liên lạc, hoặc thậm chí là thay đổi trật tự, mệnh lệnh của hệ thống, thì hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng được. Trong khi đó,
COVID-19 đã làm cơn khát khẩu trang không ngừng gia tăng tại Mỹ. Chính phủ nước này đang tìm mọi cách để có khẩu trang, kể cả là chuyển chức năng chiến đấu của lính đặc nhiệm thành may vá và tranh chấp với đồng minh. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, lực lượng lính đặc nhiệm thuộc tiểu đoàn chi viện lực lượng đặc nhiệm thứ nhất thuộc lục quân Mỹ đóng tại căn cứ liên hợp Lewis thuộc bang Washington thì gần đây đã bắt đầu sản xuất thiết bị nhằm bảo vệ cá nhân đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19. Được biết, các binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm đã chế tạo mặt nạ thở có thể tái sử dụng, mặt nạ bảo vệ in 3D và khẩu trang y tế cho Trung tâm Y tế Quân đội và các đơn vị hợp tác khác. Tiểu đoàn trưởng Christopher Jones đã cho biết rằng những người lính này trải qua khóa đào tạo may vá cấp tốc và đã sử dụng máy may để may khẩu trang y tế thành thạo như là sử dụng súng của họ. Ngoài ra, lực lượng lính dù của tiểu đoàn này cũng đã đạt được sự tiến bộ rõ rệt trong công tác may vá. Chỉ với 5 máy may, mỗi ngày có thể sản xuất ra 200 khẩu trang. Theo phản hồi từ nhân viên y tế, các binh sĩ sẽ tiếp tục cải thiện quy trình sản xuất khẩu trang và công nghệ chế tạo. Dự kiến đến cuối tuần này và đầu tuần sau, hiệu quả sản xuất của chúng tôi sẽ tiếp tục tăng. Trong điều kiện bình thường, có thể sản xuất 1.000 đến 1.500 khẩu trang mỗi tuần, Christopher Jones đã nói. Theo vị chỉ huy này, công dụng lớn nhất của những chiếc khẩu trang là dành cho những bệnh nhân bị ho, hắt hơi và khó thở để giảm sự lây lan của virus từ các tia nước bọt và khả năng lây nhiễm dành cho người khác. Khi chúng ta đối mặt với thử thách bất ngờ này, không có điều gì quan trọng hơn là làm theo lời khuyên của các chuyên gia y tế công cộng, giữ một khoảng cách ngắn nhất định với những người khác là điều cần thiết để làm giảm sự lây lan của virus. Vị chỉ huy này mong muốn được nhìn thấy những người lính của mình cống hiến nhiều hơn nữa, bởi vì những lực lượng khác trong quân đội Mỹ cũng đang tích cực tham gia vào cuộc chiến chống lại bệnh dịch. Trong thời gian gần đây, do sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 tại Mỹ, cơn khát khẩu trang của nước này đang gia tăng một cách chóng mặt. Tại nhiều tiểu bang tại Mỹ, thông báo thiếu thốn trang thiết bị y tế và giới chức y tế Mỹ bắt đầu khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tổng thống Mỹ viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để ban hành quy định cấm xuất khẩu khẩu trang y tế N95 và các trang thiết bị bảo hộ cần cho việc chống dịch COVID-19. Tổng thống Donald Trump tuyên bố quy định mới là một biện pháp nữa của chính quyền nhằm ngăn chặn việc tích trữ, đầu cơ và trục lợi từ việc buôn bán các trang thiết bị y tế cần thiết. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chỉ trích công ty 3M liên quan đến việc xuất khẩu khẩu trang. Theo tờ Financial Times, công ty trụ sở tại Minnesota đã từ chối yêu cầu của các quan chức Mỹ về việc đưa số khẩu trang sản xuất cho thị trường nước ngoài trở về Mỹ. Tờ báo này cũng loan tin Mỹ đã chặn lô khẩu trang mà 3M đã dự kiến xuất khẩu sang Đức, nhưng công ty này đã bác bỏ thông tin trên. Cùng với việc lục đục với Đức do vấn đề về khẩu trang, Mỹ cũng bị cáo buộc là hớt tay trên lô khẩu trang từ Pháp. Đài RT của Nga ngày 2 tháng 4 dẫn lời quan chức Renaud Muselli đứng đầu vùng Provence của Pháp cho biết rằng vùng này và một số vùng khác đã đặt hàng 60 triệu khẩu trang từ phía Trung Quốc. Khẩu trang này thì đã hoàn thành sản xuất và theo kế hoạch sẽ mang đến Pháp vào hôm 2 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 4, người Mỹ xuất hiện và đã trả tiền mặt gấp đôi để mua lại lô khẩu trang tại Trung Quốc. Thay vì bay đến Pháp, máy bay này thì đã bay thẳng đến Mỹ. Trong bối cảnh mà đại dịch COVID-19 bùng phát tại châu Âu và Mỹ, thì Trung Quốc đã cho xuất khẩu nhiều mặt hàng y tế sang các nước phục vụ công tác ngăn chặn bệnh dịch. Cụ thể là tính từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, hoạt động xuất khẩu thiết bị y tế của Trung Quốc đã đạt một con số kỷ lục 10,2 tỷ nhân dân tệ, tức là rơi vào khoảng 1,43 tỷ đô la. Thực sự, người Trung Quốc rất biết cách kiếm ra lợi nhuận từ trong bệnh dịch. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.